Hello, Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì đầu năm mới Tâm xin chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe. Đầu năm cuối năm gặp nhiều may mắn. Thì clip ngày hôm nay buổi sáng mình đi chợ mình có mua ít thịt nữa các bạn. Ô ít thịt. Này. Đây là thịt cái này là huyết nè. Quyết còn cái này là thịt xương cổ với cốt lết. Và đây mình có mua ít rau nè. Đậu hũ, cà chua, một ít hành. Mình có mua một ít giò heo nữa nè. Giò heo này mình mới trụng sơ. Bữa nay mình nấu bún riêu cho gia đình mình ăn nha các bạn. Giờ mời cô chú và các bạn cùng vào bếp với mình nha. Giờ mình tiến hành mình nấu nước lèo nha các bạn. Khử tỏi. Dầu sôi mình cho tỏi vô. Cho cà vô luôn. Mình thử cà cho nó có ra màu đục các bạn. Rồi mình cho giò heo vô luôn. Bạn đảo đều lên. Mình cho nước vô nha các bạn. Rồi nấu cho giò heo mình nó rụt. Chờ đợi nồi nước lèo của mình thì giờ mình xắt tẩu rồi mình chiên nha các bạn. Nãy mua 3 miếng tẩu. Bây giờ mình bỏ vô chảo mình chiên. Chiên cho nó hết mặt lại rồi mình bỏ vô trong nồi nước lèo của mình. Rồi 3 miếng. Tàu hũ mình nó vàng một mặt, giờ mình tỏi nha các bạn. Tỏi đều hết nó lên, chiên bốn mặt nó luôn. Món tàu hũ chiên này dễ ăn. Tàu hũ mình cũng vàng rồi, giờ mình tắt bếp mình vắt xuống nha các bạn. Vàng đã không? Này chấm tương cà, tương ớt ăn cũng ngon. Đây mình có cục huyết nữa các bạn. Mình xắt cục huyết rồi mình bỏ vô nồi nước ha. Huyết ngon ghê không? Đổ vô. Nhìn nồi nước lèo mình đã không? Đây thì mình có đu đủ nè, mình mới hái trái đu đủ. Chút mình bỏ vô đây cho nó ngọt nước. Cho thịt nó chín thì chút mình bỏ đu đủ sau.
bún riêu mình chín thì giờ mình múc ra mình ăn nha các bạn. Múc cho tô. Đây nãy mình bỏ đu đủ vô rục đẻo ta. Cà. Đây phanh giò nè. Tô siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đã không? Ba cha con Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú. Bún riêu mình nấu cũng chín rồi, giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với ba cha con mình nha. Mời cô chú ăn bún riêu. Hiện nay mình ăn bún riêu là có rau muống nè, với bắp chuối. Ở đây mình có lai xét nãy chú già nè. Ngon không? Rồi mời các bạn cùng ăn nha. Mời cô chú. Nói đi. Nữa đi, nữa đi, thêm một chút nữa. Lấy cái đĩa này đó qua, nó ăn thịt thấy không? Chút ngồi cho cắn ăn ha. Mình lại lấy đĩa nó dít ra rồi. Ừ. Tô siêu to luôn các bạn. Chà mới múc mắm rồi. Đang thấy cho đẹp nhưng để đây qua đây bớt rồi. Bỏ qua cho con luôn đó. Chan miếng nước mắm vậy. Bún riêu thì thường 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 các bạn ăn với mắm rốt, nhưng mình không thích, mình không thích ăn mắm rốt, mình ăn như nước mắm. Nói mà chả nước miếng. Ngon quá. Ăn bún này có rau nhiều ăn ngon nha các bạn. Mời cô chú. Quá ngon. Toàn cái chả này. Ngon. Nhìn hơi nóng. Nhớ là nhiều không? Tuyệt vời. Lấy cái đĩa ra dít. Quá là tuyệt vời. Mấy bữa nay bị cảm các bạn ơi, cảm cúm. Đúng không? Mũi. Ngon. Cái nước nó ngọt dịu. Quýt nè. Chấm dầu. Quá xinh lạ. Ơ đủ ngọt. Ăn mắm rồi. Quanh nè. Mềm lắm. Bắp tan. Bắp tan đi. Rồi bạn ăn khúc giò. Nóng quá. Ăn miếng đu đủ. Vừa ngọt vừa nóng. Bốc khói. Mình trộm luôn. Quá ngon.
Mình thích nhất là ăn mấy cái giò vậy đó bạn. Giò rất là ngon. Tuyệt vời. Ngon lắm á. Mềm. Ăn hớp lột lột luôn. Nó đã không? Cái răng mềm ngon. Cũng điều này các bạn nào mà ăn được mắm ruốc bỏ vô ăn ngon, mình thì mình ăn không được cái đó các bạn, nó hôi quá. Nè, nước mắm. Nước mắm cũng ngon. Nước mắm cũng ngon. Rồi, cho cảm nhận đi. Đi mít mà. Thịt á. Thì cái giò thì nó mềm. Không muốn nói gì hết trơn. Chỉ muốn ăn thôi. Ngon khó nữa. Mười điểm không có nhân gì hết trơn. Bạn mình đang ăn thịt ha. Mấy bạn mình đang ăn thịt nha. Mình thử miếng đi. Nó da. Dạ. Các bạn biết chi to. Cái dạ cái. Không ăn thật. Ừ, con nó rượu nè. Bột rượu hết trơn luôn. Bóc tay luôn các bạn. Đúng không? Nước rất là đậm đà. Những món nước vậy ngon là nhờ nước lèo nha các bạn. Bạn nên chưa nước lèo ra mà nêm nếm gia vị. Ví dụ ăn là món bún đó nó ngon. Vì nãy mình có bỏ cái đuổi vô ra nước ngọt. Con có hết rọc rọc luôn ha. Quá đã. Nhắc ngay con gà tay luôn. Ăn quýt không? Mình ba gắp quýt rồi chăng? Lúc trước chịu quýt lắm các bạn. Mình sao dài ớn hay gì? Thank you.
Đúng rồi, hành nó ngọt ngọt lắm á. Nghe không? Cho cái cục này. Bắp này. Nóng dữ mà thôi. Tại đây gần Tết là tháng này xe lạnh. Ăn tô nóng này quá xá đã. Ấm bụng nữa. Ấm bụng luôn. Ôi. Cái thức nấm chanh. Cắn được đó. Thảo. Ủa. Siêu to. Đụng cây. Đụng cây. Ừ. Đá. Thích. Tôi cũng đi ăn hoài hết mà quá là nhiều. Tô này bằng ba tô của người ta bán ngoài tiệm. Ba tô gặp lại. Mình ăn này ăn giỏi quá trời, hết lọc lọc luôn. Quá ngon hết không? Nhìn lên. Nhìn tao lên. Rồi mút. Quá đã. Ăn được không? Hả? Cái mềm liễu chảy mồ hôi luôn. À được rồi con. Được rồi, bắt đầu miệng rồi. Mỗi mỗi ăn xong thì ăn xong thì ăn xong thì ngủ. chưa đã nè. Thì clip của ba cha con mình cũng khá là dài rồi. Giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn vào clip sau. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Hút nữa nè. Hút đi.